Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái điều khiển của xe Hyundai Accent. Các bạn xem nè. Thì nó có bốn cái nút này, bốn cái kính này. Ví dụ mình bắn nhấn cái nút này xuống, kính mình đang mở ra, cái kính ngồi bên góc tài các bạn này, mình nhấn xuống này nghe, nhấn xuống đó. Để mình khởi động máy lên hả. Rồi các bạn xem nè. Mình sẽ nhấn nút một cái nghe. Đó, các bạn thấy xuống chưa? Rồi giờ mình kéo lên này, hắt lên này, kéo lên chạy lên này. Đó, chạy lên. Rồi. Giờ mình bấm xuống này. Bấm xuống, nó chạy xuống này thấy không? Đó, rồi. Rồi, tương tự cái này là bên phải của ghế tài này. Đây của ghế tài này đó, mình muốn ghế kính nó chạy xuống nhấn xuống. Muốn kính chạy lên thì nhấn lên. Đó, vậy thôi. Rồi, tương tự cho bốn ghế này thôi. Đó. Rồi con. Cái này nó rất là quan trọng các bạn này. Ghế tài rất quan trọng, cái này rất quan trọng các bạn này. Thì khi mà chúng ta vừa dừng xe lại chúng ta muốn mở kính á, thay vì chúng ta bật ra các bạn này, chúng ta bật ra thì mở được đúng không? Nhưng mà để cho nhanh mình cho mở bốn cửa luôn. Đó, kích cái là bốn cửa nghe. Bốn ghế nó sẽ tự động mở này ra cho mình và có thể khách xuống xe. Đó, còn khi lên xe thì ngược lại các bạn nghe. Thì các bạn nó tự động, xe mà khi chạy được cỡ 10m, 2m là tự động nó sẽ lóc lại, lóc cửa lại cho mình, lóc an toàn đó. Còn muốn mà lóc liền ngay lập tức ấy, thì nhấn cái nút này cái. Nút này nè. Đó. Có một cái quan trọng nữa các bạn này, cái này là cái khóa kính này. Nhưng nó chỉ khóa kính hai cửa sau thôi các bạn ơi. Đây, khóa kính hai cửa sau. Bây giờ mình muốn mà mình chở con nít đi á, trẻ em đi á, mình muốn mà khóa kính lại, không cho nó nhấn mấy cái này này. Đó, bởi vì mỗi cánh cửa nó có một cái nút như thế này các bạn này, họ có thể tự mở được. Mình muốn nhấn cái thì hai cửa sau sẽ không mở được các bạn nghe, còn cửa trước vẫn mở bình thường nghe. Đó, cái này dành cho hai cửa sau này. Đó. Tiếp theo, cái này các bạn này, mình châm to lại, châm gần lại nghe. Đây, cái này cái gương này, đó cái gương dành gương này các bạn này đó. Bây giờ ví dụ như mình muốn này. Left right. Left là bên trái này. Đó, mình muốn mà muốn cho nó, mình muốn thay đổi cái đó, thay đổi cho nó các bạn xem này. Đó, nó sẽ thay đổi tùy theo, ví dụ muốn gập xuống, nhấn cái nút này cho nó gập xuống. Đó, các bạn thấy gương nó đang gập xuống chưa? Đó, nó gập xuống để mình nhìn sâu hơn á. Đó. Muốn tăng lên thì nhấn cái nút này cái này. Đó, nó tăng lên. Đó, thấy chưa? Rồi. Đó, thì khi mình nhấn right thì nó chạy bên right, nhấn bên trái chạy bên trái thôi. Đó. Rồi, ok. Còn một nút cuối cùng nữa các bạn nghe, nút này này. Nút này là dành để gặp gương. Ví dụ khi mình xuống xe mình muốn dừng ở đường phố mà đông người quá, mình muốn dừng xe, mình nhấn một cái này, đó, nhấn cái sẽ gặp lại các bạn thấy chưa? Gặp gương này. Đó. Nhấn thêm cái nữa thì nó sẽ mở gương ra cho mình. Đó các bạn thấy chưa? Đó. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.